tiểu sử ca sĩ Gula và bí mật chuyện tình ái. Gula là một trong những ca sĩ MC được giới trẻ yêu thích hiện nay. Sở hữu phong cách tomboy, ngầu lòi cùng giọng hát ấn tượng, sự cá tính trong cách dẫn chương trình nên Gula thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ. Ngoài tài năng của mình, Gula còn khiến khán giả tò mò về giới tính khi có những tin đồn yêu đương với Chipu và Miule hay Hoàng Thùy Linh. Gula tên thật là Trần Thanh Trúc, sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng tomboy Gula sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Ba cô làm công chức, mẹ thì kinh doanh hủ tiếu Nam Vang. Từ nhỏ, Gula đã thích mạnh mẽ và chơi những trò của con trai. Có một khoảng thời gian, cô nàng tomboy rất stress và phải sống dưới những ánh mắt nhìn của người khác. Con đường sự nghiệp của Gula. Từ năm 17 tuổi, Gil đã bắt đầu gia nhập công ty WePro, chính thức tham gia showbiz. Thoạt đầu nhìn, ai cũng nghĩ rằng phong cách tomboy hiện tại của Gil đã có từ bé. Nhưng thực tế, Gula ngày xưa mặc dù vẫn rất tinh nghịch, nhưng luôn gắn liền với hình ảnh váy xòe, tóc hai chùm. Khi bé, Gula có ngoại hình đáng yêu kháu khỉnh với làn da trắng trẻo, khuôn mặt bụ bẩm, đôi mắt to tròn và mái tóc dài. Lên cấp 3, Gula cũng thể hiện sự nữ tính của mình khi mặc váy và mặc áo dài đến trường, thậm chí vẫn để tóc dài. Sau này mới thay đổi hẳn phong cách. Từ năm 17 tuổi, Gula bắt đầu đầu quân cho công ty WePro, chính thức tham gia vào showbiz với vai trò MC. Khi theo đuổi con đường âm nhạc trở thành một big girl khá đình đám trong giới underground Sài Gòn, Gula vẫn giữ mái tóc dài nhuộm màu hung đỏ. Trông cô cá tính nhưng vẫn nữ tính. Năm 2011, Gula đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế Sáng Bừng Sức Sống, cuộc thi nhằm tìm kiếm một girl band. Ngày đầu tiên xuất hiện trong vòng sơ loại, Gula vẫn là một cô gái tóc dài đầy mạnh mẽ. Chung kết Sáng Bừng Sức Sống, Gula thực sự trở thành một chàng trai cùng với Red, Linh Chi. Hai cô gái tomboy cùng ba cô gái nữ tính được chọn để tạo ra một nhóm nhạc nữ thế hệ mới mang tên X5 dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Gắn bó với nhóm 2 năm, Gil nổi lên với khả năng hát tiếng Anh và đọc rap cực chuẩn. Cộng với vũ đạo đẹp mê hồn, sự tự tin trên sân khấu, Gil luôn là nhân tố hút fan nhất trong nhóm. Số lượng fan hâm mộ Gil tăng lên với mức độ khủng khiếp. Vốn xuất thân hip hop lại rất giỏi võ, vóc dáng của Gil luôn khỏe khoắn và mạnh mẽ. Cộng thêm phong cách thay đổi với những cái nháy mắt lè lưỡi đầy nam tính và lối ăn mặc đặc sệt một hot boy sành điệu. Năm 2013, Gula quyết định tách nhóm để hoạt động solo. Gula thoải mái và cá tính hơn khi được biểu diễn một mình. Cô luôn ăn mặc giống các vũ công nam với các động tác vũ đạo của một b-boy. Năm 2015, Gula lần đầu thử sức điện ảnh qua phim Yêu. Vai diễn giúp cô giành giải nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh cùng nhiều đề cử khác. Cùng năm, Gula ra mắt MV Em Phải Quen Anh như một món quà tặng fan. Năm 2016, Gula ra mắt single Love Me More, mở màn cho loạt dự án đánh dấu sự trở lại âm nhạc của nữ ca sĩ. Mặc dù hiện tại, Gil vẫn đang đi theo hình ảnh ngầu, ít nói và lạnh lùng. Tuy nhiên đằng sau vẻ bề ngoài ấy là một cự giải cá tính, dễ thương và cực kỳ tình cảm. Mối quan hệ của Gula và Chipu. Mối quan hệ của Gula và Chipu khiến các fan hâm mộ và giới báo chí rất quan tâm. Hai người thường xuyên đến dự các chương trình, sự kiện cùng nhau và dính tin đồn liên quan đến quan hệ đồng giới. Tuy nhiên cả hai liên tục lên tiếng phủ nhận. Sau một màn gọi Chipu là bạn gấu cực dễ thương ở trên sóng truyền hình của chương trình Ai Là Triệu Phú và cũng hành động trao hết số tiền thưởng của mình cho người nghèo sau đó, thì Gula đã chính thức ghi thêm điểm ở trong lòng người hâm mộ. Có thể nói Gula cũng chính là cái tên đặc biệt nhất trong showbiz Việt, khi dù cho không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật, cũng như là không xuất hiện với những tin tức giật gân, thì Gil vẫn sẽ nhận được vô vàn sự yêu mến và thiện cảm của người hâm mộ. Nhưng kể từ lúc lấn sân ca hát, mối quan hệ của Chipu và Gula bị đồn rạn nứt. Cặp đôi không còn xuất hiện tay trong tay như trước nữa. Tin đồn Chipu yêu nam diễn viên Hàn Quốc Jin Joo Hoon, người đóng cặp với cô trong MV, cũng bị rò rỉ. Ngay sau đêm diễn ra sự kiện
cư dân mạng lại trầm trồ về một bài đăng chia sẻ những điều mà cô gái có nickname Phan Hằng đã giữ kín bấy lâu về việc chia bu và Gilla. Theo như chia sẻ thì Gilla là người chịu tổn thương trong chuyện này khi luôn là người ủng hộ giúp đỡ Chibu vượt qua mọi hoàn cảnh từ khi nam tiến. Nhưng đã quá nhiều lần Gilla bắt gặp Chibu có quan hệ tình cảm với người khác nhưng vẫn tha thứ và chấp nhận. Ngay sau đoạn chia sẻ được đăng tải đã có rất nhiều người ủng hộ Gilla và quay lưng với Chibu. Những hành động không tốt, những cách đối xử không đúng từ Chibu đối với Gilla bị fan bóc mẻ. Nhưng điều đáng chú ý là đã có người lên tiếng đứng về phía Chibu tố ngược lại Gilla. Một nickname có tên là Jesse Dương chia sẻ: "Mọi người đừng có ném đá Chi Chi, không biết những gì ở phía sau. Mình từng gặp Chi ở bệnh viện, chỉ có quản lý và trợ lý đi cùng, mặt biến dạng một nửa vì bị Gil hành hung đấy. Sau sự việc đó mình không còn thích Gil tí nào nữa. Mọi người phủ nhận công sức của bạn ấy, nói Chi dựa hơi, có Gil mới nổi tiếng là sai nhé." Trong năm 2016-2017, Chi tham gia đóng phim, tự sản xuất phim, lập công ty, tự ra MV ca nhạc mà không hề có một đại gia hay dựa vào ai. Với một cô gái sinh năm 93 thì điều đó là quá tuyệt vời. Thử hỏi trong đất nước này, các hot girl diễn viên không có người o bế, không có nhà tài trợ thì ai làm được như Chi? Nhưng sau đó thay vì đồng cảm và thương cho Chibu vì từng bị Gilla hành hung như lời bạn Genji Dương nói, thì bất ngờ cộng đồng mạng liên tục chửi mắng và có thái độ không đồng tình với Genji vì tin chắc rằng Gilla không bao giờ làm vậy. Tiếp sau đó, ngón tay út của Gilla đã không còn đeo nhẫn huyền thoại mà Chibu tặng, một món quà tồn tại lâu nhất mua dịp Chibu mới vào Sài Gòn sinh sống. Đây chính là biểu tượng tình bạn trường tồn của cả hai. Gilla đã đổi quản lý, không còn chung quản lý với Chibu. Đồng thời Gilla đã chi mạnh tay mua chiếc mẹt và không còn đi chung xe với cô bạn hot girl. Gilla và Miule yêu nhau. Thời gian gần đây, cặp đôi Miule Gilla vướng tin đồn hẹn hò, gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân khiến cả hai dính nghi án yêu đương xuất phát từ những tấm hình chụp chung trong chuyến du lịch Thái Lan, chưa kể nhiều hành động thân thiết trên mức bạn bè. Giữa thời điểm Chibu bị nghi ngờ yêu đương hot boy Hàn Quốc, thông tin Gilla Miule là một cặp nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, không ít người cho rằng do cả hai từng hợp tác chung nên việc thân thiết chưa thể khẳng định họ có tình cảm riêng. Mới đây, trên trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip Miule đáp trả lại tình cảm của Gilla. Sau khi nhận được lời tỏ tình, Gilla yêu Miule nhiều lắm. Giọng ca con tim mong manh bất ngờ đáp trả khiến fan thích thú. I love you so much, Miule hét lớn. Mặc sự ngăn cản của cô giáo Duy Khánh, Miule vẫn cương quyết nói những lời yêu thương khiến Gilla đứng trong góc cười liên tục vì hành động quá khích của bạn. Đoạn clip Miule đáp trả tình cảm của Gilla nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù Gil, Miu chưa một lần phát ngôn về mối quan hệ chung, song dựa trên lời tỏ tình và đáp trả hư hư thật thật từ cả hai phía, khán giả hy vọng chuyện hẹn hò của hai người là có thật. Hoàng Thùy Linh thừa nhận có người yêu sau loạt bằng chứng hẹn hò kêu lên. Gilla và Hoàng Thùy Linh là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi vướng tin đồn hẹn hò. Cặp đôi bị fan soi khá nhiều bằng chứng dùng đồ đôi, thân thiết ở nơi công cộng hay thường xuyên ngồi cạnh nhau trong các dịp hội họp bạn bè. Điều này khiến fan của cặp đôi không ngừng hy vọng Gilla và Hoàng Thùy Linh sớm công khai tình cảm. Mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra việc Gilla và Hoàng Thùy Linh cùng nhau ra ngoài hẹn hò ăn tối. Dù không chia sẻ hình ảnh cả hai đứng chung một khung hình, nhưng chỉ cần nhìn thoáng cũng biết Gilla và Hoàng Thùy Linh đi chung với nhau. Cụ thể trên trang cá nhân, cả Hoàng Thùy Linh và Gilla đều đăng tải những hình ảnh món ăn giống nhau cũng như không gian nhà hàng được cho là tại cùng một địa điểm. Nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi hiện giờ đã thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh đi riêng bên nhau. Trước đó, thậm chí cư dân mạng còn cho rằng cặp đôi đang sống chung khi tinh ý phát hiện ra một số điểm. Cụ thể trong một bức hình được Hoàng Thùy Linh chia sẻ, cư dân mạng đã tinh mắt nhìn ra người chụp ảnh cho nữ ca sĩ phản chiếu trong tấm kính. Cư dân mạng đặt nghi vấn
liệu đó có phải là Gil Lee? Tuy nhiên đến giờ cả hai vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ thực sự này.